chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình I Learn Smart Start Create 3 à, Ngày hôm nay thì cô Bella sẽ hướng dẫn các con phần nghe và nói ở Lesson 5 bài học thứ 5 và Lesson 6 bài học số 6 Bởi vì hai bài này khá là ngắn nên cô Bella sẽ kết hợp hai bài với nhau các con nhé Theme 1 Hello Lesson 5 New Words Listen, Point and Say New words là những từ mới. Listen, point and say. Hãy lắng nghe, dùng tay để chỉ vào hình chúng ta nghe được và đọc theo. One Two Three Four Five Six Seven Eight, nine, ten. Listening. Listen and circle. Hãy lắng nghe và khân tròn vào đáp án mà chúng ta nghe được. A visitor is coming to Vin's school. Có một vị khách đang đến thăm trường của Vinh. A visitor, một người nào đó đến nơi của mình để tham quan, để thăm thì chúng ta sẽ gọi là a visitor is coming là đang đến to Vin school là trường của Vin. Look at the pictures. Listen. There is one example. Hãy nhìn vào các bức tranh, lắng nghe, có một cái ví dụ. One. Boys and girls. This is Mr. Blake. Nào các con, đây là chú Blake. Boys and girls. Boys là các bạn nam, girls là các bạn nữ thì ở đây boys and girls là cô giáo đang kêu cả bạn nam và bạn nữ trong lớp thì chúng ta sẽ dịch là nào các con hoặc là các con ơi ha hello dạ chào chú hello what's your name xin chào tên của con là gì my name is Vin dạ tên con là Vinh. how old are you Vin con bao nhiêu tuổi rồi Vin I'm eight dạ con 8 tuổi can you see the circle This is an example Các con có thấy cái khoanh tròn ở đây không nè? Đây là một cái ví dụ. Vừa rồi chú Blake hỏi bạn Vinh là con bao nhiêu tuổi? Thì bạn Vinh trả lời là I'm 8. Có nghĩa là bạn ấy 8 tuổi đúng không nè? Thì ở đây là cái ví dụ số 1. Do đó ở ngay chỗ cái hàng số 1 chúng ta có số 8 và số 4 đúng không nè? Tương ứng với số tuổi của cái bạn mà đang được hỏi. Thì bạn Vinh là 8 tuổi đúng không? I'm 8 là 8 tuổi. Thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào số 8. Ha, à, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ở phần số 2 và phần số 3 để chúng ta nghe xem thử là các bạn ấy bao nhiêu tuổi các con nhé. Sau đó chúng ta sẽ khoanh tròn vào cái con số mà chúng ta nghe được các con nha. Now listen and circle. 2. Hello. What's your name, little girl? My name's Kim. Hello, Kim. She's five. Three. Hi, what's your name? My name's Tao. And how old are you, Tao? I'm seven. Useful language. Useful language là những cái ngôn ngữ mà hữu ích cho chúng ta ha. Useful là hữu ích, language là ngôn ngữ. Ở đây chúng ta thấy là hồi nãy trong ví dụ vừa rồi mà chúng ta làm, ở trong bài tập vừa rồi chúng ta làm thì chúng ta có một cái câu là uh, chú Blake hỏi các bạn nhỏ là các bạn nhỏ ấy bao nhiêu tuổi rồi thì chú sử dụng là How old are you? Nhưng mà ở trong cái nói chuyện hàng ngày chúng ta sẽ không đọc chậm là How old are you? Mà chúng ta sẽ đọc là How old are you? Chúng ta sẽ nhấn mạnh ở từ số 2 đó là O Và chúng ta sẽ nói từ O và từ R thành Older old. Are. Các con đọc theo nhé. How old are you? Không phải là a mà là da nha. The dar. Da, da. How old are you? How old are you? Ha, khi mà chúng ta muốn hỏi ai đó bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng câu này ha. Rồi khi ai đó hỏi chúng ta là how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Thì chúng ta sẽ trả lời bằng I'm sau đó, số tuổi của mình. Ví dụ, hiện tại các con đang 8 tuổi. Thì các con sẽ trả lời là I'm 8. I'm 8. Ha. Theme 1. Hello. Lesson 6. Listening. Listen and draw lines. Listening là phần lắng nghe. Listen là lắng nghe and draw lines. Là hãy kể các đường nói. Look at the pictures. Listen. There is one example. What's your name? Tên của con là gì? My name's Kim. Dạ con tên là Kim. Kim? Kim hả? How do you spell it? Con đánh vần nó như thế nào? Ở đây chúng ta thấy có một câu khá là mới đó chính là How do you spell it? Cái từ spell và it chúng ta đọc nhanh là spell it. spell it. How do you spell it? Câu này có nghĩa là con đánh vần nó như thế nào? Nhưng mà chúng ta hiểu là khi mà ở trong ngữ cảnh này, chú ấy hỏi là how do you spell it? Có nghĩa là tên của con được đánh vần như thế nào? K-I-N Can you see the line? This is an example. Các con có thấy đường nói ở đây không? Đây là một cái ví dụ. Vừa rồi chúng ta nghe chú ấy hỏi là con tên là gì? Thì bạn ấy trả lời con tên là Kim. Vậy thì chúng ta đã có đáp án là cái bạn ở hình đầu tiên này Tên của bạn ấy là Kim Thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ kể một đường nói từ hình của bạn ấy đến tên của bạn ấy Bây giờ chúng ta hãy nghe xem các bạn còn lại tên là gì Và chúng ta sẽ nói hình ảnh của bạn ấy với tên của các bạn ấy các con nhé Now, listen and draw lines One And what's your name? My name's Elfie How do you spell it? a l f I E. Two. What's your name? My name's Nick. Ah, how do you spell it? N I C K. Three. And what's your name? I'm Tom. How do you spell it, Tom? T O M. Four. What's your name? My name's Mai. How do you spell it? N A I. Now listen again. What's your name? My name's Kim. Kim, how do you spell it? K I N. One. And what's your name? My name's Elfie. How do you spell it? A. L F I E. Two. What's your name? My name's Nick. Ah, how do you spell it? N I C K. Three. And what's your name? I'm Tom. How do you spell it, Tom? T O M. Four. What's your name? My name's Mai. How do you spell it? M A I. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Lesson 5 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong suốt bài học vừa rồi. À, chúc các con học giỏi, à, thiệt là ngoan, nghe lời ba mẹ. Và đặc biệt là các con hãy nhớ là mình hãy luyện nghe và luyện nói thường xuyên để các con có thể nói tiếng Anh lưu loát hơn, nhanh hơn và tự nhiên hơn các con nhé. À, tạm biệt các con và chúc các con một ngày vui vẻ. Bye bye!